Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Canh Thân, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý. Và hôm nay là ngày Hắc Đạo, giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Về ngũ hành niên mệnh Thạch Lưu Mộc, ngày Canh Thân tức Can Chi tương đồng thuộc Kim, ngày hôm nay là ngày Cát các bạn nhé. Về nạp âm Thạch Lưu Mộc Kỷ Tuổi Giáp Dần Mậu Dần, ngày thuộc hành Mộc khắc với hành Thổ, đặc biệt là Tuổi Canh Ngọ Mậu Thân Bính Thìn thuộc hành Thổ, không sợ Mộc đột. Ngày Thân lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Thìn thành Thủy cục, xung với Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tỵ và Tuyệt Mão các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ. Tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ và Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Minh Tinh tốt mọi việc, sao Mã Đức Tinh tốt mọi việc, sao Phúc Hậu tốt về cầu tài lộc, khai trương mở kho. Các sao xấu trong ngày cũng có sao Thổ Phủ kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công động thổ, sao Lục Bất Thành xấu đối với xây dựng, sao Trùng Tang kỵ cưới hỏi an táng, khởi công động thổ và xây dựng nhà cửa các bạn nhé. Và đặc biệt ngày 27 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, xấu kỵ về khai trương xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà đột. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng tây bắc, tài thần hướng tây nam. Và tiếp theo mời các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên á, mời các bạn cùng đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn. Cho nên trong cái ngày Giáp Thân này đối với bạn tuổi Tý, bạn đang có những cái trải nghiệm thú vị về cái chuyện tình cảm của mình và bạn đừng có bỏ lỡ nhé. Và bạn tuổi Tý á, nếu như bạn đang bắt đầu cái mối quan hệ mới nào đó, bạn đừng có ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình một cách sáng tạo và lãng mạn nhất có thể nhé. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi Tý, bạn tương đối bận rộn bởi cái khối lượng công việc của bạn nhiều, những cuộc gọi, gặp gỡ, trao đổi công việc nữa đoạn. Nhưng trong cái ngày này, nhờ có chính quan chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Tý mọi việc đều tốt lành, bạn thậm chí bận rộn cũng là một cái biểu hiện tốt cho cái công việc của bạn đang dần trở nên thuận lợi hơn đối với bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý, ngũ hành tương sinh mang tới cho bạn tuổi Tý có nhiều cái tin vui liên quan tới sức khỏe. Thế nhưng bạn đừng có chủ quan, bạn nên dành thời gian tập luyện thể dục thể thao đầy đủ và đảm bảo ăn đủ chất dinh dưỡng trong cái bữa ăn hàng ngày của mình bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, làm việc gì cũng nên từ tốn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, tình cảm được tốt đẹp. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, không nên vội vàng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, có quyết định khôn ngoan. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc,
tìm được nhiều niềm vui được. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp thương quan chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi Sửu bạn nên cẩn trọng hơn trong ngày hôm nay. Rất có thể bạn sẽ bỏ qua một số cái cuộc hẹn rất quan trọng và khiến cho ai đó tức giận với bạn, đối bạn tuổi Sửu nhé. Với bạn tuổi Sửu, bạn nên chú ý đến cái lịch trình của mình, kẻo sự thất hứa này sẽ khiến cho bạn trở nên không còn đáng tin cậy trong mắt của họ nữa. Đội trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày kim sinh cho thổ vượng, cái điều này làm cho cái mối quan hệ của bạn mệnh tuổi Sửu và người thân trong gia đình lại khá chi là tốt. Và hôm nay bạn tuổi Sửu, bạn hãy lắng nghe lời khuyên từ những người thân thiết trong gia đình của mình. Nếu như bạn cảm thấy bế tắc ở một số cái vấn đề nào đó mà chưa thể tự mình tháo gỡ được, bạn tuổi Sửu nhé. Và xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn mệnh tuổi Sửu, bạn không nên xuất hành đi xa. Nếu như có công việc phải đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam để tăng cường cái vận may cho mình. Và đặc biệt ngày 27 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, rất chi là xấu, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi hay là sửa chữa nhà cửa bạn tuổi Sửu nhé. Và tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim không nên phỏng đoán. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy có nhiều niềm vui. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa chỉ nên nói lời chắc chắn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ nhớ kiểm soát cảm xúc. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc tránh hiểu nhầm. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi. Cho nên trong cái ngày thân này đối với bạn tuổi Dần, bạn đang có cái điềm báo rơi vào những cái tình huống khó xử đó bạn tuổi Dần nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn đừng vì bất cứ cái lý do nào mà cố gắng đáp ứng mọi cái mong đợi của người khác, trong khi đó bản thân mình lại bị thay đổi cái lập trường đó. Và bạn hãy bảo vệ cái quan điểm và cái lối sống của mình, không ai có quyền phán xét bạn hết được bạn tuổi Dần nhé. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh giúp cho bạn tuổi Dần có trí tưởng tượng phong phú, bạn tuổi Dần bay cao, bay xa hơn. Trong ngày hôm nay, nếu như bạn tuổi Dần có ý định muốn thực hiện một cái công việc nào đó mà bạn đang ấp ủ mấy lâu nay thì bạn nên bắt đầu viết ra cái kế hoạch và không quên đặt ra cho mình những cái tình huống bất ngờ có thể xảy ra để phòng đoán trước bạn tuổi Dần nhé. Và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần, bạn lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc, cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi Dần trong ngày hôm nay không được như ý muốn, và đây cũng là ngày để cho bạn nạp năng lượng về mặt thể chất và cảm xúc của mình bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, tránh xa cái tác nhân gây căng thẳng. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, nói lời giữ lấy lời. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, đau đầu vì nhiều cái vấn đề. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, nên hỏi ý kiến người thân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, có thể cần tới cái sự giúp đỡ.
Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi Mão trong ngày này nhờ có chính ấn nâng đỡ, cho nên đây là ngày mà mọi thứ với bạn tuổi Mão diễn ra rất chi là ổn định và tốt đẹp, đem lại cho bạn mệnh tuổi Mão có được những cái bước tiến tốt đẹp trong cái sự nghiệp của mình bạn tuổi Mão nhé. Và bạn tuổi Mão không những thế, người thân cũng rất chi là ủng hộ những gì mà bạn đang làm và theo đuổi được. Nhưng trong cái ngày thân này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành tương khắc. Cái điều này nhắc nhở cho bạn mệnh tuổi Mão nên cẩn trọng trong các mối quan hệ và nhớ là để ý tới cái vấn đề sức khỏe của mình. Nếu hôm nay bạn cảm thấy mệt thì nên dành thời gian để nghỉ ngơi, đừng nên cố sức làm việc bạn tuổi Mão nhé. Và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão, ngày này là ngày tam nương tương sát, họa tai không lường. Vì vậy mà bạn tuổi Mão không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại trong ngày nhé. Như thế là khai trương, xuất hành, động thổ, cưới hỏi hay là sửa chữa, cất nhà đoạn. Và ngày này nếu như bạn tuổi Mão phải xuất hành đi xa thì bạn nhớ là chọn những cái hướng tốt, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam để hạn chế tốt nhất những cái rủi ro đến với mình bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, công việc suôn sẻ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, may mắn khá nhiều. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ nên quan tâm sức khỏe. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, tránh nói đùa. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, có tin vui trong công việc. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn đang có báo hiệu bạn đón tin vui trong ngày. Về cái chuyện tình cảm, bạn và một nửa của mình có được một ngày thấu hiểu lẫn nhau hơn bao giờ hết nhé. Còn đối với những bạn đang còn độc thân thì rất có thể sẽ tìm được một người phù hợp để bàn tính tới cái chuyện tương lai của mình rồi. Tuy nhiên, trong cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Thìn thì bạn tuyệt đối không chỉ tin vào cái vận may bạn tuổi Thìn nhé. Và trong cái ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn đang có được thực thần chiếu mệnh. Cái điều này dự báo cho bạn tuổi Thìn có một ngày diễn ra thực sự dễ chịu và thư thái nhé. Cái sự hài hòa và biết đối nhân sự thế của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay, bạn giải quyết được nhiều công việc và có được cái vị trí vững chắc trong tập thể, nhất là trong cái môi trường công sở. Và bạn tuổi Thìn rất có thể sẽ có một số người cho rằng bạn giả tạo, nhưng bạn đừng có để ý tới họ làm gì bạn tuổi Thìn nhé. Và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thìn đang có những cái kế hoạch về tiền bạc của bạn mệnh khá chi là tốt, bạn nên tiếp tục phát huy. Tuy nhiên sẽ có người nhận ra bạn đang có tiền và muốn vay mượn, bạn hãy khéo léo từ chối, kéo lại rước họa vào thân bạn tuổi Thìn nhé. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, hạnh phúc vì được yêu. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, nhớ trao đi niềm tin. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, tình cảm gắn kết. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, may mắn về tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, mọi người không thực lòng quan tâm. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc
4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 2, số 3, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tỵ. Tử vi tuổi tỵ thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, dần thân tỵ hợi, cho nên trong cái ngày thân này đối với bạn tuổi tỵ, bạn đang có cái sự vô ơn khiến cho bạn tuổi tỵ cảm thấy khá chi là buồn khi có nhiều việc không được theo ý muốn của mình nhé. Và bạn tuổi tỵ, bạn nên rút kinh nghiệm rằng nếu muốn giúp đỡ ai đó thì nên giúp một cách vô tư, không nên tính toán, để vẫn cảm thấy thoải mái khi đối phương không nhớ tới ơn của bạn cũng không sao cả bạn tuổi tỵ nhé. Trong cái ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tỵ, tỵ kim chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi tỵ, bạn đừng để cho những cái muộn phiền căng thẳng khiến cho bạn phải nghỉ ngơi, hãy vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực này để tập trung cho cái công việc hàng ngày của mình. Cái việc quan tâm tới những cái lời bình phẩm của mọi người hoặc là những cái câu chuyện vô thưởng vô phạt sẽ khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi đối với bạn tuổi tỵ nhé. Và trong cái ngày thân này đối với bạn tuổi tỵ, ngày này bạn cũng đang gặp ngày kim hỏa xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi tỵ nên thận trọng khi tham gia giao thông để tránh những cái rắc rối có thể xảy ra với mình, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cái sự an toàn của bản thân mình nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi tỵ, không nên tiến hành xuất hành đi xa. Nếu như bạn phải xuất hành đi xa, bạn nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam để tăng thêm cái vận may cho mình nhé. Và khi di chuyển, bạn tuổi tỵ, bạn nên chú ý là không phóng nhanh, vượt ẩu để an toàn cho tính mạng là trên hết độ. Trong cái ngày 27 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, họa tai không lường. Chính vì vậy mà bạn tuổi tỵ, bạn không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại trong ngày nữa nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, không có cái con đường nào rải hoa hồng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ nên chấp nhận khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc dễ xảy ra căng thẳng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim hãy thuận tự nhiên. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy đơn giản đi nào bạn tuổi Tỵ nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Ngọ đang có những cái suy nghĩ hạn hẹp. Bạn quyết định từ chối lắng nghe lời khuyên của những người bạn. Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải là cái ý tưởng hay ho đối với bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ, dường như khi bạn từ chối đón nhận cái sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, bạn tự làm việc theo ý của mình và rất có thể sẽ mắc sai lầm với bạn. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có kim hỏa xung khắc. Cái điều này cho thấy cái mối quan hệ của bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay đang có những cái sự căng thẳng. Nếu có thời gian, bạn hãy tập luyện một chút, gặp gỡ các thành viên trong gia đình để tinh thần của mình được cải thiện tốt hơn bạn tuổi Ngọ nhé. Và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn không nên di chuyển những cái vị trí đồ đạc, tiến hành những cái công việc sửa chữa đục đẽo, bởi cái điều này rất có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi đối với bạn tuổi Ngọ nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Ngọ là ngày không nên xuất hành đi xa. Nếu như bạn phải đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam để
hạn chế những cái rủi ro có thể xảy ra với mình nhé. Trong cái ngày 27 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, họa tai không lường. Chính vì cái điều này mà bạn tuổi Ngọ trong ngày này cũng không nên tiến hành những cái công việc trọng đại. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, tình yêu lục đục. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, có kẻ gây hại. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, nên quan tâm người thân. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, nên hiểu cho sai lầm của ai đó. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, tránh để xảy ra sai suốt. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Mùi thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn đang gặp phải thương quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Mùi không thể cưỡng lại cái sức hút của một thứ gì đó sai trái nhé. Ví dụ như của một người đã có gia đình, của một món đồ mà bạn không có cái khả năng chi trả chẳng hạn. Sự tự kiểm soát là rất quan trọng trong những lúc như thế này. Và bạn tuổi Mùi, bạn đừng quên những cái hậu quả có thể xảy ra trong tương lai của mình đó bạn tuổi Mùi nhé. Trong cái ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mùi, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này vẫn có được chỗ dựa về mặt tinh thần rất chi là tốt. Nếu như bạn tuổi Mùi bạn cần thì hãy hỏi ý kiến của họa, mọi người sẽ nhìn nhận cái vấn đề sáng suốt hơn bạn, vì họa khách quan hơn và bạn sẽ sớm tìm được cái câu trả lời cho mình bạn tuổi Mùi nhé. Và trong cái ngày 27 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, họa tai không lường. Chính vì cái điều này mà bạn tuổi Mùi nên hạn chế làm những cái công việc trọng đại trong ngày, cũng không nên xuất hành đi xa bạn tuổi Mùi nhé. Và nếu như phải đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam để hạn chế những cái rủi ro đến với mình. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, tránh đối đầu. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, đừng nói dối. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, không đổ lỗi cho người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, không nghiêng người ngoài. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, hãy tin tưởng vào việc mình làm nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân, bạn đang có được thiên tài chiếu mệnh giúp đỡ cho bạn tuổi Thân. Rất có thể bạn tuổi Thân sẽ có một ngày may mắn về cái chuyện tiền bạc, tài chính cho mình nhé. Thậm chí trong cái ngày này đối với bạn tuổi Thân, có người còn nhận được cái số tiền của một người nợ bạn đã lâu chưa nhớ trả cho bạn, còn bạn dường như cũng đã quên đi cái khoản tiền này từ lúc nào đó bạn nhé. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thân, kim khí vượng, cái điều này cho thấy bạn đang có cái vấn đề liên quan tới sức khỏe. Đây cũng là ngày mà cái sự thiếu tôn trọng, ích kỷ có thể làm cho ai đó tổn thương đó bạn tuổi Thân nhé. Và trong cái ngày 27 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, họa tai không lường. Bạn tuổi Thân không nên tiến hành những cái công việc trọng đại trong ngày nhé. Như thế là khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là xây nhà, cất nhà đoạn. Trong ngày này, bạn tuổi Thân cũng không nên tiến hành xuất hành đi xa hay là không nên ký kết hợp đồng liên quan tới tiền bạc trong ngày nhé.
Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, bạn không làm hài lòng hết mọi người. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, không tức giận. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, không vui, hãy nghe nhạc. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, nên quan tâm tới sức khỏe. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu trắng, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có tam hội vận hỗ trợ cho bạn, cho nên bạn tuổi Dậu có nhiều tin vui trong ngày nhé. Mọi người cùng hỗ trợ cho nhau rất nhiều việc để các cá nhân được phát triển và cùng nhìn về tương lai xa hơn, hứa hẹn có nhiều cái điều tốt đẹp hơn với bạn nữa. Và trong cái ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dậu, may mắn đang mỉm cười với bạn về cái phương diện tài chính lẫn sự nghiệp. Nhờ đó mà tài chính của bạn tuổi Dậu cải thiện được thu nhập và có được những cái khuyến khích của đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay với bạn tuổi Dậu còn có liên quan tới những cái cuộc gặp gỡ với người bạn cũ hay là những cái khoảnh khắc lãng mạn bên người yêu thương nữa đó bạn tuổi Dậu nhé. Nhưng trong cái ngày Canh Thân này đối với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn lại đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này báo hiệu cho cái vấn đề về tài chính là cái nỗi bận tâm lớn nhất của bạn tuổi Dậu. Bạn đừng có đầu tư về tiền bạc trong những cái trò may rủi hay là vào những người mà bạn không thực sự tin tưởng. Nếu không, bạn sẽ cảm thấy hối hận về sau này của bạn tuổi Dậu nhé. Và đặc biệt trong cái ngày 27 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, họa tai không lường. Chính vì vậy mà bạn tuổi Dậu không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại trong ngày nhé. Cũng không nên xuất hành đi xa, không nên ký kết hợp đồng liên quan tới tiền bạc trong ngày. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tăng kính tính kết nối. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tiền bạc được ổn định. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, có niềm tin mới. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, tránh tội phòng câu chuyện. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, công việc được ổn định. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang có được tam hội xuất hiện, là cái cơ hội tốt cho bạn tuổi Tuất dành thời gian để gắn kết các thành viên trong gia đình. Giờ tan công sở, bạn nên về sớm để được ở bên người thân, chia sẻ những cái câu chuyện về cuộc sống với họ để gia tăng cái sự kết nối với nhau bạn tuổi Tuất nhé. Và may mắn là trong cái ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, bạn đang có được thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất bạn cảm thấy thật chi là may mắn khi mình ở đúng được cái thời điểm, đúng cái vị trí, và vì thế bạn có được rất nhiều những cái bước tiến dài hơi trong sự nghiệp lẫn tình cảm của mình nữa đó bạn tuổi Tuất nhé. Bên cạnh đó, bạn tuổi Tuất bạn cảm nhận được rằng những cái việc mình đang làm nhận được cái sự ủng hộ của rất chi là nhiều người đó. Và trong cái ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp được ngày ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tài chính của bạn mệnh tuổi Tuất lúc này cũng khá chi là suôn sẻ. Bạn hãy tiếp tục tiết kiệm khi mà bạn chưa có cái kế hoạch cho cái việc gia tăng tài sản cho mình bạn tuổi Tuất nhé. Và đặc biệt trong ngày 27 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, họa tai không lường. Chính vì vậy mà bạn tuổi Tuất không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại nhé.
Ngày này cũng không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa hay là ký kết hợp đồng liên quan tới tiền bạc với bạn trong ngày đâu đó. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, kiểm soát tài chính. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, tránh tin nhầm người. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, hãy tự ra quyết định của riêng mình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, nên chăm lo cho sức khỏe. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, hãy hòa hợp hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên trong cái ngày thân này đối với bạn tuổi Hợi, bạn đang có cái điểm báo có thể vướng vào một cái tương tác với người nào đó mà bạn không nên giữ cái mối quan hệ nhé. Có một cái cuộc gọi nào đó cũng làm tổn hại tới tâm trạng của bạn, thế nên tốt nhất là bạn không dành quá nhiều thời gian cho những cái người có thể khiến cho bạn cảm thấy bực dọc. Và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu đang có cái điềm báo có nhiều việc khó thành. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay là bạn nên thận trọng với những cái quyết định quan trọng liên quan tới nghề nghiệp, cái chuyện tình cảm. Có lẽ bạn sẽ phải rất chi là đau đầu khi đứng trước những cái ngã rẽ của riêng mình đó bạn tuổi Hợi nhé. Nhưng trong cái ngày thứ hai này đối với bạn mệnh tuổi Hợi, bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này cho thấy bạn cũng đang có được những cái tín hiệu tốt cho những gì bạn đang theo đuổi. Và bạn tuổi Hợi, bạn hãy tiếp tục tiến hành những gì mà bạn đang còn gian dở, đừng có tiết lộ quá nhiều cho nhiều người biết bạn tuổi Hợi nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Hợi cũng không nên xuất hành đi xa hay là tiến hành những cái công việc trọng đại nhé, bởi ngày 27 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, họa tai không lường, không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại như thế là khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà của bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, biết mình biết ta là được. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, bạn có thể được tin tưởng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, bạn không nên trốn tránh. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, bạn hãy tìm lại động lực cho mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, bạn gặp khó khăn luận. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng biết like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.